Ok, xin chào tất cả anh chị em và các bạn đã quay trở lại với shop của Mạnh Cứ Gắng Hành May nhé các bạn nhé. Thì mình vừa mới nhận được một cái bưu phẩm này gửi từ toàn ơi, gửi từ Hóc Môn nhé các bạn nhé. Gửi từ Hóc Môn nhé. Đơn này gửi từ Hóc Môn này. Thì mình cũng không biết là họ gửi cái đợt gì về cho mình để mình có thể là chế tạo và cũng như là làm cho họ cái sản phẩm nhé các bạn nhé. Thì mời các bạn cùng mình xem cái họ gửi cái gì và cái đơn hàng này sẽ như thế nào nhé các bạn nhé. Cái này là một cái sản phẩm gửi từ rất là xa từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra nhé các bạn nhé. Đó thì anh chị em nhà mình yêu quý kênh của Mạnh Cứ Gá và tin tưởng cho nên là cũng gửi mẫu từ rất là xa tới để cho mình thiết kế và làm cho các bạn ấy nhé. Đây các bạn này, đấy, là bán thành phẩm. Cái này không biết là bạn muốn làm cái gì này, nắp túi này. Ồ đây này các bạn ơi, đây họ gói rất là cẩn thận này, dập thành phẩm 4 nhóm này. Mình chữ ngược, mình đang quay ngược cam cho nên là các bạn đọc chữ nó sẽ hơi khó nha, nó sẽ thành ngược. Đó. Lập bán thành phẩm, tức là họ gửi hai kiểu mẫu nhé, một là bán thành phẩm, hai là thành phẩm các bạn nhé. Đây là bán thành phẩm này. Bán thành phẩm tức là gì ạ các bạn? Bán thành phẩm ở đây mình giải thích cho các bạn nhé, chắc nhiều bạn cũng chưa hiểu bán thành phẩm nó như thế nào nhé các bạn nhé. Bán thành phẩm tức là bao gồm cả những cái đường may ấy các bạn, những cái mẫu mà cả đường may nhé. Cái này anh em nằm ở trong công ty thì sẽ hiểu các bạn nhé. Còn đâu là thành phẩm thì đương nhiên rồi, thành phẩm là nó là cái mà trong đường may và cái mà chúng ta may thành đường may ấy các bạn nhé, thì nó gọi là thành phẩm. Còn đâu bán thành phẩm là nó bao gồm cả đường may nhé các bạn nhé. Đây là túi này đó, thì cái đơn này mình sẽ điện cho anh bạn này nhé, mình sẽ điện lại cho anh bạn này để xem là họ muốn làm như thế nào nhé các bạn nhé. Đây có 4 nhóm túi này, 4 nhóm nắp túi, 4 nhóm nắp túi nhé, và 4 nhóm túi ba con hai. Bạn ơi mình mới nhận được cái bưu phẩm bạn gửi nhá. Nắp túi là mình quay 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 xong lộn ra đây đúng không? Ok, cái nắp túi này thì mình sẽ làm nhân đôi trên một cái ấy nhá, bạn bạn hình dung không? Tức là một dập nó sẽ có, tức là một dập nó sẽ có hai 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 cái để mình quay ấy. Mình quay 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 xung quanh luôn đấy, mình hiểu không? Còn còn đâu là cái túi này thì chỉ có thể là nhân một được thôi chứ không thể nhân đôi được nhé. Cái thành phẩm này thì mình cũng phải nói luôn là mình sẽ khoan cái cạnh ngoài này nhá, thì khi nộn ra thì nó sẽ đúng cái form này nhá các bạn nhé. Thường thường thì bọn mình ăn đẹp thì cái này nó ấy thôi mà chứ có gì đâu. Thì rồi ok. Thì cái này là mình muốn gửi 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 phát nhanh hay là gửi hỏa tốc? Phát nhanh nó khác hỏa tốc nhá. Hỏa tốc thì nó sẽ đắt nha. Như như cái này là bạn đang đang gửi hỏa tốc này. Nhưng mà hỏa tốc cái bạn gửi như này nó nhẹ thì nó sẽ ít tiền này, nhưng mà cái này khi mà nó đấy, như cái này nó sẽ lặng thì nó sẽ ấy đấy, nó cũng phải rơi vào tầm 200 mấy đấy. Trăm mấy 200 đấy nhá. Thế thì mình nhắn cho giúp cái số điện thoại vào đây nhá. Nếu như mà chiều nay mà xong thì tôi sẽ gửi luôn chiều nay nhá. Ok, thế mình nhắn cho giúp tới cái địa chỉ vô đây nhá. Rồi rồi ok ạ. Đó cái đơn này thì một bạn ở rất là xa ở Hóc Môn nhé. Nói chung là cũng tin tưởng bên shop của Mạnh Cứ Gá cho nên là cũng cũng gửi về để mình làm cho các bạn nhé. Thì mời các bạn theo dõi mình trong cái quá trình mình làm cái sản phẩm này nhé. Cái này nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Nó chỉ là cái gá ấy thôi mà, nó chỉ là cái gá quay chắc thôi mà. Nó chỉ là cái gá quay chắc bình thường thôi anh em nhé. Đây này. Nắp túi thì sẽ là 4 cỡ. Nắp túi thì mình như trao đổi với các bạn đi rồi, là mình sẽ làm hai chiếc
nhé các bạn nhé. Thì tí nữa xin mời các bạn xem cái hết cái video này thì các bạn sẽ hình dung ra nhé. Và bạn này bạn ấy yêu cầu là gửi hỏa tốc các bạn, gửi hỏa tốc đi Hồ Chí Minh và cái sản phẩm lặng. Nhựa lặng như này thì nó cũng hơi mắc nhé các bạn nhé. Đấy, cho nên là các bạn cân đối, còn bình thường thì chỉ gửi thường hoặc là gửi nhanh là cùng tôi các bạn nhé. Đấy, ok nhé, các bạn đừng rời màn hình, mình sẽ quay lại trong ít phút nữa. Ok các bạn nha, thì cái đơn này thì không biết là chiều nay mình có gửi được không, tại vì cũng khá là gấp các bạn ạ. Đây, cái này là bây giờ việc đầu tiên của mình là mình sẽ phải phải đập lên một cái cứng hơn nha các bạn nhé. Mình sẽ phải dập lên một cái cứng hơn. Đó, đây là bốn cái nắp túi này, bốn cái nắp túi ở bốn kích cỡ khác nhau, và cái này cũng là bốn cái túi và bốn cái kích cỡ khác nhau nhé. À, căng đây nha, chiều nay sẽ là một buổi chiều cũng hơi bị căng đấy. Hôm qua thì có một đơn hàng cũng khá là gấp rồi, thì sáng nay vừa mới đi giao, thì chiều là một cái đơn này. Bây giờ mình sẽ dập ghim. Nói chung là ở nhà làm với các bạn ạ. Ở nhà làm thì nó có một cái vấn đề nó hay như này nè. Là mình có thể mình gửi hàng cho khách liền được luôn các bạn nhé, chứ không phải chờ đợi quá là lâu. Đấy, có khi là trong ngày mình sẽ gửi ngay được luôn. Anh em một tuần gấp đặt là mình có thể triển khai được luôn. Trước ngày xưa khi mà mình đi làm công ty các bạn, thì nhiều khi là khách đặt hôm nay thì mai mình mới làm được, tối mình về mình mới làm được các bạn ạ. Cho nên là nhiều khi là khách hay chờ đợi, hay phải chờ mất thêm một ngày. Có những hôm mình không làm kịp thì đương nhiên là vẫn cứ phải chờ các bạn nhé, tại vì cũng không phải lúc nào mình cũng làm nhanh thế được. Nhưng mà nói chung là khách đặt hôm trước, đặt hôm nay là mai mình là có khi là mình gửi luôn trong ngày luôn. Đấy. Chị em và yêu quý kênh của Mạnh thì cho Mạnh xin một lượt đăng ký cũng như là comment. Đó. Cái lắp này thì khi mình cắt ra thì nó sẽ có cái độ không được tròn lắm nhé các bạn nhé. Mình sẽ dùng cái rua này mình mài nó đi này. Các bạn này, mình sẽ dùng cái rua này mình mài nó đi xíu này. Đó. Năm nay kinh tế ngành may này là có vấn đề nặng nhé các bạn nhé. Tất cả những cái xưởng nhỏ ở quanh cái khu vực này cũng rất là ít hàng. Rất là ít hàng các bạn nhé, chứ không có nhiều hàng đâu. Họ cũng kiểu rằng làm cầm chừng ấy, lấy hàng linh tinh làm về làm, thì nó không nhiều hàng như năm ngoái các bạn ấy. Đó, bây giờ mình đã xong nhá các bạn nhá. Bây giờ như này, bây giờ là mình sẽ phải cắt nhựa các bạn nhá. Đấy, sẽ phải cắt nhựa bốn cái kia thì nó sẽ rơi vào là cái này là đơn hàng gửi ngày hôm nay. Cái nhựa này là mình đã cắt sẵn, mình pha sẵn rồi nhé, chứ còn nếu không thì nó một tấm dài to đùng nhiều các bạn ạ nhé. Mình nghĩ là cắt 12 và chia đôi hết luôn 12.
coi pha ra đã xong nhé các bạn nhé. Tức là nó phải là rơi vào là bao nhiêu nhỉ? 8. 8 đôi 1. 2 3 4 5 6 7 8 đôi. 8 đôi thì mới đủ được nhé các bạn nhá. 8 đôi nào. 8 chữ cái này thì mình sẽ đóng đóng gáy dọc nhé các bạn nhé. Cái này mình sẽ đóng gáy như này chứ không đóng gáy ngang kiểu kia được. Tại vì cái túi này nó chiều này, nếu đóng ngang ngang như này thì nó ngắn quá. Mình sẽ đóng như này nhé. Chạy xung quanh đây. À, ok. Cái này khoan xong đánh bóng là gần như là xong các bạn nhé. Ok, yeah. Giờ là mấy giờ nhỉ? 4 rưỡi, à 2 rưỡi rồi. Cái góc này mình cắt nó đi, góc nhọn nó vừa đỡ lặng vừa nó gọn đó. Bây giờ là chuyên mục dán giấy nhám. Các bạn biết vì sao phải dán giấy nhám không? Bởi vì cái giấy nhám này nó sẽ giữ cái mép vải, nó sẽ giữ cái mép vải nhá. Đó, ok nhé các bạn ơi. Thì mình đã hoàn thành xong 8 chiếc này để mình một lát nữa thì mình sẽ làm nốt một cái đơn cữ sắt để chiều nay sẽ gửi luôn cho khách nhé các bạn nhé. Video mình xin được kết thúc tại đây nhé. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video đến thời điểm này nhé. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho Mạnh nhé. Và cho Mạnh một lượt like cũng như là một lượt comment để mình có thêm một cái động lực, mình sẽ làm nhiều cái video về để cho các bạn biết được rằng là cái cuộc sống của một người làm cữ đá nó như thế nào cho các bạn nhé. Thì anh chị em nhà mình ai ủng hộ mình về muốn các bạn muốn cải tiến các cái đập cải tiến này, các bạn muốn cứ gá mình đều có hết tất cả các bạn nhé. Mình sẽ để cái số điện thoại trên cái góc màn hình, các bạn có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại đó nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ. Xin chào nhá. Đó các bạn ơi, mình vừa làm xong cái đơn hàng này luôn nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ đóng hàng để gửi nhá các bạn ơi. Cả buổi chiều mệt quá, sợ quá.